bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, vị trí, cách Đinh Tiên Hoàng chỉ 50m, phường Đa Cao, quận 1, diện tích, chiều rộng 6m, chiều dài 17,5m, công nhận 103m2, kết cấu, tầng trệt, hai tầng lầu và sân thượng, vùng đất quận 1 được coi là khu vực viết, trung tâm của thành phố, là nơi tập trung nhiều tòa nhà ngoại giao hoạt động, các dịch vụ tiện ích cao cấp, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ. Điều này tạo ra sự hấp dẫn vô cùng lớn về tiềm năng tăng giá và sinh lợi trong tương lai. Hiện nay, đang có hợp đồng thuê 150 triệu trên một tháng, tiềm năng sinh lợi từ việc cho thuê cao, giá bán còn thương lượng, cho phép bạn linh hoạt trong đàm phán để có giá tốt nhất cho mình. Anh chị vui lòng xem cập nhật giá mới nhất, phía comment bên dưới, xin trân trọng cảm ơn.